Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Từ Thái Nguyên nhìn ra thế giới của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, một dàn nhạc hội tụ các nghệ sĩ Cuba và Mỹ vừa có buổi biểu diễn tại Havana. Sự kiện nhằm góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa hai đất nước trong bối cảnh cả hai nước không có nhiều cơ hội trao đổi văn hóa do những căng thẳng trong những năm gần đây. Diễn ra tại quảng trường Plaza de Armas, nơi mang tính biểu tượng ở Havana cổ, dàn nhạc biểu diễn quốc ca của Cuba và Mỹ chơi các bản nhạc mang âm hưởng truyền thống của Mỹ và Cuba trước hàng chục người dân địa phương và khách du lịch. Trong nhiều thập kỷ, lệnh cấm vận kinh tế của Mỹ đối với Cuba đã hạn chế hầu hết các hoạt động đi lại và hợp tác chính thức giữa hai nước. Việc thiết lập lại quan hệ song phương vào năm 2015 dưới thời chính quyền Barack Obama đã cho phép gia tăng đáng kể các hoạt động trao đổi văn hóa, nhưng sau đó quan hệ hai quốc gia đã chạm đáy dưới thời chính quyền Donald Trump và căng thẳng vẫn ở mức cao dưới thời Tổng thống Biden. Vì vậy, việc trao đổi nghệ thuật cũng càng trở nên khan hiếm. Đoàn múa ba lê đến từ nhà hát Bansoi danh tiếng của Nga vừa thực hiện chuyến lưu diễn quốc tế đầu tiên hậu đại dịch COVID-19, điểm đến là thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Các vũ công của đoàn ballet Bansoi hy vọng sự trở lại lần này trên sân khấu quốc tế sẽ là cơ hội lớn để quảng bá văn hóa Nga. Trước đó, hoạt động của nhà hát này tại các quốc gia khác đã gặp nhiều khó khăn và gián đoạn ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19 và xung đột Nga-Ukraine. Vào tháng 2 năm 2022, sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, nhà hát Opera Hoàng gia ở London, Anh đã hủy chuyến lưu diễn của nhà hát Bansoi. Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại nhiều nước phương Tây khác. Nhà hát Bansoi được biết đến như một di sản văn hóa Nga do Hoàng hậu Catherine đệ nhất thành lập năm 1776. Trong khuôn khổ chuyến lưu diễn tại thủ đô Bắc Kinh, hoạt đoàn ballet Bansoi sẽ tập trung giới thiệu các trích đoạn của một số tác phẩm nổi tiếng nhất trong hai buổi dạ tiệc, sau đó là 3 ngày trình diễn vở ballet Don Quixote được sáng tác vào thế kỷ 19. Khoảng 300 bộ trang phục và thiết kế đã được chuẩn bị để phục vụ chuyến lưu diễn này. Những người yêu thích văn hóa Nhật Bản hẳn không còn quá xa lạ với từ kawaii, vốn được dùng để mô tả những hình ảnh có màu sắc tươi tắn và đáng yêu. Mới đây, một nhà hàng ẩm thực xứ sở hoa anh đào mang phong cách kawaii đã được khai trương tại New York, Mỹ. Không gian bắt mắt với những gam màu rực rỡ là điều mà thực khách có thể cảm nhận được khi đến nhà hàng Sushi Delic tại New York. Nơi đây gây ấn tượng bởi không chỉ nội thất mà còn là những món ăn, thức uống được bày trí theo phong cách kawaii. Sự ra đời của nhà hàng xuất phát từ mong muốn tạo ra một trải nghiệm mới lạ ở New York của nghệ sĩ người Nhật Bản Masuda. Sau hơn 2 tuần lễ kể từ khi nhà hàng Sushi Delic khai trương hồi cuối tháng trước, số lượng thực khách đặt chỗ tại đây hiện vào khoảng 1.600 lượt người. Mới đây, tại một trong những đại lộ nổi tiếng nhộn nhịp nhất ở thành phố Mexico, hàng chục con bò bằng sợi thủy tinh đã trở thành tâm điểm của cuộc triển lãm Cow Parade. Tại đây, các nghệ sĩ đã vẽ và trang trí hơn 55 tác phẩm điêu khắc những chú bò có kích thước như thật, được đặt dọc đại lộ Reforma, khiến người qua đường không khỏi trầm trồ và không muốn bỏ lỡ cơ hội chụp ảnh cùng những chú bò đáng yêu này. Các tác phẩm điêu khắc sẽ được trưng bày cho đến ngày 3 tháng 9. Kết thúc triển lãm, những chú bò nghệ thuật này sẽ được bán đấu giá và số tiền quyên góp được sẽ được chuyển cho các tổ chức từ thiện. Triển lãm Cow Parade đã được tổ chức tại hơn 80 thành phố trên khắp thế giới kể từ khi bắt đầu vào năm 1999 tại Chicago. Thưa quý vị và các bạn, Darien Gap, khu rừng nằm trên biên giới Panama và Colombia là tuyến đường được nhiều người di cư lựa chọn để tìm đến nước Mỹ. Vùng rừng thiêng nước độc này đã cướp đi sinh mạng của nhiều người di cư. Thế nhưng Darien Gap cũng đồng thời là nơi mà những người ưa mạo hiểm tìm đến để khám phá. Hai câu chuyện, hai hoàn cảnh trái ngược giữa nơi hoang dã này đã làm dấy lên không ít câu hỏi về cuộc khủng hoảng di cư cũng như tính đạo đức trong việc tổ chức những chuyến đi mạo hiểm. Chiếc thuyền đang đưa du khách đến Darien Gap, khu rừng nằm ở giữa Panama và Colombia, thường được biết đến với biệt danh rừng tử thần. Đây là nơi mà năm ngoái có gần 250.000 người di cư mạo hiểm vượt qua. 36 người đã bỏ mạng vì hiểm nguy dọc đường. Tuy nhiên, khu rừng này lại có sức hút mãnh liệt với những người ưa mạo hiểm. Họ đến đây để săn lùng những loài lan quý hiếm hoặc vẹt xanh lớn và tìm kiếm cảm giác hồi hộp khi trở thành một trong số ít người đủ can đảm bước vào miền hoang dã.
Nơi đây thậm chí không có một con đường nối liền hai quốc gia Panama và Colombia. Một khu rừng nhiệt đới lớn không có kết nối đường bộ, nhưng đó cũng là một trong những lý do khiến mọi người bị thu hút bởi sự hoang dã và cảm giác phiêu lưu. Các du khách đơn thuần là đi tìm cảm giác phiêu lưu, thế nhưng cũng chính ở nơi này lại tồn tại một khung cảnh trái ngược. Những người di cư từ Venezuela, Ecuador cùng gia đình dắt díu nhau vượt rừng giữa muôn vàn hiểm nguy để tìm đến nước Mỹ. Nước sông chảy xiết có thể cướp đi sinh mạng bất cứ lúc nào. Đường rừng gập ghềnh chắc trở, những đầm lầy trơn trượt. Bên cạnh đó là nguy cơ gặp phải những nhóm cướp đường. Chúng tôi đến từ Ecuador, chúng tôi sẽ tới nước Mỹ. Chuyến đi của anh thế nào? Thì nhờ Chúa phù hộ thôi. Một số nhóm viện trợ nhân đạo đã chỉ trích du lịch mạo hiểm ở Darien Gap, cho rằng những chuyến đi này là không phù hợp và giảm bớt tính nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng di cư. Trong khi đó, chính phủ Panama định biến vườn quốc gia Darien thành điểm du lịch sinh thái chính ở Trung Mỹ, nhưng đồng thời cũng phải thừa nhận một cuộc khủng hoảng nhân đạo do di cư đang diễn ra ở một phần riêng biệt của Darien. Du khách và người di cư hiếm khi chạm mặt nhau trên hành trình này. Nếu có dịp hiếm hoi như vậy, đó hẳn là sự sắp đặt trái ngang của số phận. Singapore đang chạy đua để chuyển đổi phương tiện sang chạy điện nhằm đạt mục tiêu đến năm 2040 sẽ loại bỏ hoàn toàn xe động cơ đốt trong. Tuy nhiên, với loại hình vận tải hành khách như taxi, nhiều tài xế vẫn chưa sẵn sàng. Họ quan tâm và hiểu lợi ích của xe điện, nhưng việc thiếu cơ sở hạ tầng sạc và vấn đề chi phí đang khiến họ gặp khó. Anh Ban Kim Trương là tài xế taxi tham gia xanh hóa phương tiện từ năm 2021. Với anh, cơ hội đến khi được một doanh nghiệp taxi tuyển dụng. Tài xế 51 tuổi này cho biết, chuyển sang dùng xe điện đã tiết kiệm tiền bảo trì và nhiên liệu. Thế nhưng việc chuyển đổi từ xăng sang điện cũng phải đánh đổi một chút. Ví dụ như anh phải tìm được địa điểm sạc điện cho ô tô. Đôi khi ứng dụng hiển thị có một trạm sạc nên tôi lái xe qua. Nhưng khi tới nơi thì có xe phía trước nên tôi lại phải di chuyển đi nơi khác. Điều này hơi mất thời gian. Để khắc phục tình trạng này, chính phủ Singapore đã có kế hoạch xây dựng 60.000 trạm sạc rộng khắp cả nước tới năm 2030. Vậy nhưng vấn đề hiện nay không chỉ là số trạm sạc, mà là vì vị trí và khả năng tiếp cận. Rất nhiều tài xế của chúng tôi thực sự muốn sử dụng xe điện, bởi vì chi phí nhiên liệu cao hơn nhiều so với việc sử dụng điện. Tuy nhiên, với nhiều người, công nghệ và hạ tầng cho xe điện còn quá mới mẻ. Rất khó để tài xế sạc điện, nhất là ở khu trung tâm. Các nhà điều hành taxi từ chối bình luận về vấn đề này. Mặc dù vậy, hãng ComfortDelGro gần đây đã cam kết chi 6 tỷ đô la Singapore để chuyển phần lớn xe sang dùng điện. Trong khi đó, Stride Mobility có kế hoạch thay thế tất cả taxi của mình bằng xe điện vào năm 2026. Vì vậy, có một điều chắc chắn, một cuộc đua đầy tích cực đang diễn ra trong việc xanh hóa các phương tiện tại Singapore. Nghệ sĩ, nghệ thuật đương đại nổi tiếng người Pháp CP vừa trình làng một tác phẩm mới được anh vẽ trên sườn núi gần làng Villa Seulen của Thụy Sĩ. Bức tranh mô tả một cậu bé và một cô bé đang chăm chú phác thảo những hình ảnh về thế giới xung quanh, về những ngọn núi, cây cối, những vì sao và mặt trăng. Tác phẩm này rộng khoảng 3.000 m², có thể được quan sát từ đỉnh núi và đồng cỏ gần đó. Theo chia sẻ của CP, bức tranh này kêu gọi mọi người hãy chấp nhận những quan điểm khác nhau. Đây là hai đứa trẻ, mỗi đứa đang vẽ những gì chúng nhìn thấy từ quan điểm của chúng. Điều thú vị là trẻ em có những cách suy nghĩ khác nhau, do đó các em vẽ nên những thứ khác nhau. Tuy nhiên, ngay cả khi không đồng nhất trong cách thể hiện, nhưng những thế giới mà các em đang vẽ vẫn sẽ bổ sung cho nhau. CP tên thật là Guillaume Legros. Anh đã tạo ra thương hiệu nghệ thuật của riêng mình. Những bức tranh khổng lồ trên những bãi cỏ hoặc trên bờ biển ở khắp nơi trên thế giới. Để hoàn thành các tác phẩm, CP đã sử dụng một loại sơn đặc biệt làm từ phấn và than, hoàn toàn không gây hại đến môi trường. Những bức tranh này có thể tồn tại trong nhiều ngày trước khi phân hủy, tùy thuộc vào điều kiện thời tiết. Các bức tranh của anh thường sử dụng hình ảnh trẻ em và những vòng tay lớn, thể hiện tinh thần đoàn kết và tình yêu thương hiện hữu ở mọi nơi trên thế giới. Tác phẩm của CP được nhắc đến nhiều nhất có lẽ là loạt tranh Bayon Worlds, trong đó anh phun sơn tạo nên mặt đất, hình ảnh những bàn tay khổng lồ đan vào nhau,
nhằm thể hiện thông điệp đoàn kết trên toàn thế giới. Series tranh này được thực hiện ở nhiều thành phố khác nhau trên thế giới, trong đó bao gồm cả Berlin, Đức, Paris, Pháp, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ và Cape Town, Nam Phi. Mặc dù các tác phẩm của CP trông có vẻ đều giống nhau, song mỗi bức vẽ đều chứa đựng những yếu tố về văn hóa và lịch sử của từng địa phương. Các cặp bàn tay đan vào nhau và di chuyển từ thị trấn này sang thị trấn khác, tạo thành một chuỗi khổng lồ được vẽ trên mặt đất, tượng trưng cho sự đoàn kết, tương trợ và nỗ lực chung vượt qua các rào cản. Chuyên mục Từ Thái Nguyên nhìn ra thế giới của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.